Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Semester. Sơn Semester, sắc màu cuộc sống. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. Còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Thôi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời bà... ơi. Trời sao trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ măng. Mà gọi là bún mà sữa đúng không? Nghe. Câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Wow. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát, nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được còn một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới thác Giang Điền, mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Em cũng làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về, ổng lại lợi ngồi tiếp nữa. Mà vẫn nói. Nói từ thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, xong rồi nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Dạ mê chứ. Mê mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên để mà mình bắt chuyện, để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về, bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin anh này. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình kia để chuyển qua mối tình này? Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới là em hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới, nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái thì nói là anh nè.
tim muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ cả giống như em đang mê trai. Không sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình? Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói, em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Nhưng tại vì tự dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao không, lúc đó là đang là em gái của em. Ừ, em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó mưa đồ. Đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao, em gái tao. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, cái kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á. Là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghe nước tới nỗi mà dán từng đồng xu chỉ để đúng uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? Tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Thì cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Thôi hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối gì yeah. Bỏ à. Sau đó tình yêu của em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em không cưới, nói chung là không chịu em luôn á. Lý do tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á là muốn cho Dung đi nước ngoài, nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều, hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền, cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, mày tao thấy mày khổ quá, thôi bây giờ mày muốn lấy ai mày quen ai thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi, nhưng mà sướng thì mày chịu mà khổ mày cũng chịu, sau này á mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết. Cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn á hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bạn chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm. Là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Năm. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ mà nhất là những cái nghề giống như là Khang là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á
là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á, thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên, cái người hạnh phúc sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dung Vân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Theo chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay. Nghĩa là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Nó hợp rồi đó, hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Nói tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được một chút rồi đó. Nghĩa là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Có chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đã thứ nhất nè, để nói trẻ cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè, tật đổ thừa đó. Đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết, bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt, đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong, ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe là em nói hẳn với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đâu, hết 3 đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới đó, đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho có nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhưng cơ hội này em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau. Đứng đi. Đó đi, tôi mặt không thấy gì đi, đâu. Tôi không đứng thấy gì đi. Thật sự đâu mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau tới ngày hôm nay, thật sự đâu mà nói là cảm ơn em rất là nhiều để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang
để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều. Và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cái ạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Đến với chương trình. Cái gì mà đi trái với quy luật á thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Một cái điều rất là may mắn là gia đình em á thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Gặp lại bạn cũ nha. Ồ, nhanh lắm. Thân thủ người ta rất nhanh nghe chị. À, chào em. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em chị. Em mới gặp đó chị. Mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà, ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy. Gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Ồ, vậy đó hả cưng? Ồ, trời ơi, chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ, mới đây thôi chị. À. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Em đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kinh ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 33 tuổi. Giờ tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018. Lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài thì em với vai trò là nhà thiết kế. Còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. Vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ, ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Lúc đó thì Lợi thì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước, em rảnh mà, em ngồi trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa bước vô, em nhìn á, wow, bé này đẹp quá ta. Thấy nó sẽ đẹp, anh là đi thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu, đẹp quá hút hồn em, có em nhìn thôi, tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Say mới anh từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối, bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người, nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả, mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập, ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết lại kế lại tiêu nữa. Phan Nghĩa cái nhìn wow, nhà thiết kế ta. Bắt đầu cái em đi tiêu nữa, tiêu nữa, tiêu nữa. Không, em tiêu qua sản phẩm. Em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm. Thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi. Bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng. Em vẽ trên áo dài. Cái xong kinh nghiệm đúng cái nhịp, mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi, trời ơi, sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết, là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi, nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy rằng là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Đó, có nghĩa là ổng ngồi là nhìn thấy cái người ổng tự lên rồi. Mà cái mặt ổng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không điều kiến, em ngồi vậy nè. Cứ ngồi nhìn đó, em cứ lia, em cứ tia thôi. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ổng rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống, anh chụp hình. Thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em. Cực kỳ tự tin luôn mà đẹp trai, tạo dáng đồ, nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa? Là em thứ dữ chưa? Chưa biết.
Em chưa biết luôn. Như vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi. Tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh, lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè. Cái xong mình vô Facebook mình coi. Mình coi thôi, bạn bè em cũng up hình lên rồi sau đó bắt đầu thấy em cũng up hình thì thấy cô ấy like hình em. Rồi xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á. Là khi mà em biết bạn này là Kình Ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ chứ sao. Chị không nghĩ sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Ủa, rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh anh giống như được về với cái đúng là cá về với nước, cá về với nước luôn. Em là không biết bơi, chị em không biết vậy, bơi bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi nè, rồi tới giờ phút này dần, luôn dần, em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi, cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Thế không xuống hồ bơi luôn đúng không? Hả, mồ hôi là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hồng Lợi nè. Ừ. 5 ngày là biết bơi. Trời ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy ổng có như ổng bất ngờ. Thầy em nhận. Thì sợ là thầy không nhận thôi. Tại vì một cái cơ thể như này có người ta thì bơi rồi. Như bơi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi, chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày, để giờ đi vô đi về mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ. Hôm móc mở Facebook ra coi cái tấm hình nào mà mình ạt á anh, up lên em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Chúng tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mình đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn. Like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh. Tim wow vui nhưng mà đâu dám biết nói gì, từ đi chứ mình thấy người ta like lỡ người ta vui thôi thì mình nhảy vô mình làm tấp thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại, bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cà phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả Lợi? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình, tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê, em là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy nên là em kêu thôi được rồi, anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận Nhất, tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Thì em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo mất cúp sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi, em mới nhắn cho anh cái tin là anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cái anh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima anh mà đến Tôn Thất Tùng Lê Thị Riêng. Cháu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chị. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó, hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, có nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Mới khó à. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì vợ em nắm tay em trước, tại nắm tay này dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì Lợi mới bắt đầu nắm tay rồi. Hôn nhẹ lên má cô ấy. Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó, đại loại không nhớ. Tại vợ em đẹp em hung hoài em cũng không nhớ nữa. Đó, cái hôm đầu tiên á, phải nhớ hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên hả? Hôm đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn. Ăn cơm sườn. Ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó, mà hung luôn vậy đó. Thơm anh.
Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là tháng sau đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Cái này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á, thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á, thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi. Quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? Lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui. Vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó là chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên, anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc anh. Phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Dạ đúng, trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay phụ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu vui. Về nhau vui không? Thấy nó có tại khác gì lúc yêu không? Vì bây giờ là lại với nghĩa là ở bên nhà má ba hay là? Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng là rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Dạ bên chồng. À có nghĩa là, ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ, má nuôi em là làng thứ ba. Trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em. Đó má, cái là má ba là má nuôi của má. Dạ má nuôi, má nuôi. À, má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má? Dạ không. Không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi. Nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng. Để rồi má ba nuôi em từ nhỏ nuôi. Từ lúc đầu bạn hay lắm chị ơi. Ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh ngư. Hôm nay tôi về. Nguyễn về tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ thằng con vợ. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè, giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba quá đáng yêu. Hay coi lắm. Như bây giờ là. Ôi. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Rồi. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nhưng mà không, tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi.
Bây giờ bạn lại như này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà, những cái tật xấu là cái gì hết á. Mà phải kể là có chút chứ. Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh xuyên chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính. Em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi, cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, lại bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó, có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái á đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha không? Vậy đó. Từ từ dạ. Duyên nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi bạn. Đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì... ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy mà lên chi thì hết. Lễ cái phần mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự thì có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong đi. Muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á, để dành tiền dẫn vợ đi mua là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh Tuấn rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Ngân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À là mong baby đúng không? Yeah. Trời, đúng nghề của anh Biên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe có khuyên bảo gì không? Không. Trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha, sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt tháng 3 năm sau bác sĩ báo tin vui, cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha.